10 khẩu nghiệp không nên nói. 1. Không nên nói quá nhiều. Họa từ miệng mà ra. 2. Không nói lời dễ dãi, thiếu thận trọng, coi thường người khác. 3. Không nên nói lời ngông cuồng. 4. Không nên nói lời thẳng thắn, gây tổn thương người khác. 5. Không nói lời độc ác, vô lễ và tục tiểu. 6. Không nói lời cơ mật của người khác. 7. Không nói lời kiêu căng tự cao. 8. Không nói lời sàm ngôn, nói lời bịa đặt. 9. Không nói lời tức giận, cáu gắt. 10. Không nói lời tận ngôn, cạn kiệt.